Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là đúng 2:30 trưa thứ tư. Hôm nay là ngày 20/3/2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ mình làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời các bạn uống trà đá. Và mình xin các bạn cho phép mình uống một miếng trà đá. Ngày hôm qua, cái bọn chấp bu cộng sản ở Hà Nội nó họp khẩn cấp ở Lăng Ba Đình để tiễn ông chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là cái ông Võ Văn Thưởng, đi về vườn, đi về hưu. Thật ra đối với mình á, cái nhìn của mình á, thì từ xưa tới nay mình nói tới nói lui á, đối với cái tầm nhìn của mình á, Cộng sản Việt Nam á, nó chỉ là một cái bọn, nó nhận lệnh, nó làm tay sai cho cái bọn Tàu Cộng. Tại vì cái bọn Tàu Cộng á, nó muốn chắc chắn á, là Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện, những cái quốc gia này á, 100% phải nghiêng về cho nó. Thì trong cái lãnh, trong cái đám mafia cộng sản, cái bọn chấp bu cộng sản Việt Nam Hà Nội á, cái thằng lớn nhất của nước Việt Nam á, là cái ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà các bạn chịu khó, các bạn nhìn cái ngôn ngữ cơ thể đi, đường đường mấy người dư luận viên nói ôi tháng trước ông Biden cũng qua Việt Nam vậy, thì bây giờ tháng sau ông Tập Cận Bình đi qua Việt Nam, nó cũng vậy thôi, nó cũng cân bằng thôi. Nhưng mà cái đó là cái biện hộ của dư luận viên. Dư luận viên á, là họ ăn cơm của Cộng sản Việt Nam, họ ăn lương của Cộng sản Việt Nam, thì họ ăn cái nào họ phải xào cái nấy, họ phải nói tốt cho Cộng sản Việt Nam. Bây giờ họ lãnh lương Cộng sản Việt Nam dư luận viên mà họ lại không có nói tốt cho Cộng sản Việt Nam, thì họ sẽ bị mất việc, bị mất chén cơm. Thì cái ông Võ Văn Thưởng nó cũng không có khác, nó cũng không ngoại lệ gì. Các bạn chịu khó, các bạn để ý đi đó, sau khi mà ông Võ Văn Thưởng ông lên ông nắm quyền á, thì có cái vẻ như là ông muốn đi qua bên thủ phủ của Thiên Chúa Giáo, là cái chỗ Vatican ở bên Rome, ở bên Ý á. Đó, ông bắt tay đồ, ông nói là Việt Nam sẽ cởi mở đồ Thiên Chúa Giáo đồ, phải cho Vatican vô mở văn phòng đồ, sẽ không có độc tài độc quyền cấm đón như ngày xưa đâu. Đó, bắt tay vui cười thân mặt với lại ông Biden. Đó, các bạn biết không, thằng Tập Cận Bình nó đâu có yên tâm đâu. Cái thằng này mà tương lai mà ông một vài tháng cuối năm nay mà ông Trọng ông đi bắn muối á, là cái thằng Võ Văn Thưởng này nó lên nó thế cái chỗ của ông Trọng là không được, không được. Cái thằng này á, là nó là miền Nam, nó gốc gác của nó là ở Vĩnh Long, miền Tây. Mà tại sao Cộng sản Việt Nam á, kỳ này á, nó lại bầu cái ông Võ Văn Thưởng ở Vĩnh Long miền Tây ra làm một cái chức vụ chủ tịch? Chẳng qua nó làm như vậy á, để nó lấy ổng, nó làm một cái mũi tên, một cái cục đá để nó chọi chúng nhiều cái con chim. Các bạn nhớ á, trước khi mà Cộng sản thập niên 90 mà Cộng sản nó chưa băng giao với thế giới, nó chưa phải là một cái thành viên của WTO. WTO là một cái hiệp hội mà người ta làm thương mại tự do đó. Thời bấy giờ đó, Cộng sản Việt Nam nó chưa phải là cái thành viên đó, thì nó không có được xuất khẩu đi nhiều nơi, nó không có nhập khẩu, nó không có được miễn thuế, nó không có được làm kinh tế với quốc tế đó. Thì khi mà nó nộp đơn, nó xin vào làm thành viên của WTO á, thì trong cái nội quy thế giới là người ta phải đòi hỏi, nếu mà anh là thành viên là anh phải mở cửa, anh phải cởi mở, anh không có đàn áp người dân, anh phải có tự do, anh phải có nhân quyền đồ gì đó, các bạn biết không? Tiền Cộng sản nó muốn trở thành WTO, nó muốn làm thành viên, thì nó phải ra, nó phải đáp cái điều kiện của quốc tế người ta đưa ra đó. Lúc bấy giờ cái ông nó để cho người dân thoải mái đồ lắm, để mà nó cho cái phải cho quốc tế để vô, để người ta điều tra, phải không? Người ta thấy cái tình hình ở Việt Nam
nó cởi mở, nó đổi mới đồ như vậy đó. Đó vào những năm 90 mấy đó, các bạn thấy Việt Nam không, đổi mới dân chúng đồ xôn xao đó. Bắt đầu cái ông đưa ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồ đi lên ký. Mỗi một lần mà nó chọn mấy cái người mà cộng sản mà Nam Cộng đi lên là không phải là nó tốt lành gì, nó cho mấy cái người miền Nam lên đâu. Mấy cái người miền Nam lên là để làm lót đường cho nó, nói nôm na đó, làm cái con cờ cho nó đi đó. Thì cộng sản Việt Nam nó chọn cái ông Võ Văn Thưởng là không phải là cái mục đích chính, là nó thật tâm thật lòng mà nó chọn cái ông Võ Văn Thưởng lên để mà làm cái chủ tịch nước. Các bạn biết á, nói đơn giản gì cho các bạn hiểu cái văn hóa Việt Nam phải không? Mình làm một cái chủ quán cà phê gì đó mà mình muốn thuê mấy cái người nhân viên vô chạy bàn để câu khách. Khi mà mình tuyển người á, mình tìm ai? Mình phải tìm những cái người nào có sắc đẹp, phải không? Để mình dụ mấy thằng đàn ông tới cái quán của mình. À, còn mấy cái thằng ship ở trong ngân hàng, ở trong công ty, ở trong cơ quan á, mà nó muốn tuyển thư ký á, là nó chọn ai? Nó phải chọn mấy cái người đẹp. Để làm chi? Để cái thằng ship nó tiếp cận thư ký đồ, nó lên giường với thư ký đồ. Cái bắt đầu cái nó đi du lịch qua bên nước Mỹ á, nó nói trời ơi, tôi ngồi ở American Airlines, hãng máy bay của Mỹ hả, toàn tưởng gì toàn là mấy cái bà tiếp viên già đồ này nọ không à, chán bỏ mẹ luôn. Còn Việt Nam thấy Vietjet Airlines không, nó mặc đồ tắm lên, nó nhảy, nó múa đồ, nó câu khách đồ, là mẹ mấy thằng già dê ùng mấy thằng thanh niên trẻ đó ùng mua vé Vietjet, chứ đâu có như không gì mà tự nhiên nó đưa tiếp đại viên mặc đồ tắm không, phe ngực phe này phe kia lên phải không, đó làm TikTok làm clip lên là con mồi dụ. Cái văn hóa Việt Nam là vậy. Thì cận cộng sản nó cũng là, nó là người Việt Nam, cái văn hóa nó như vậy. Thì khi nó dùng người nó cũng dùng như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra, tại sao ông Võ Văn Thưởng á, ổng không có diện mạo tốt đồ này nọ, nó chọn ổng á là tại vì nó chọn ổng là người miền Nam. Khi mà nó chuẩn bị ký đi ra thế giới á, nó muốn ký một cái gì á, với tại vì trước đó đó là quốc tế đó, là người ta nói đó là việc nó đưa Việt Nam vô danh sách đó một đáng một cái quốc gia đáng chú ý, là tại vì cộng sản Việt Nam không có cởi mở cho mấy cái người Thiên Chúa giáo, mấy cái người tin lành đó, rồi gây sự với mấy cái người thiểu số ở trên cao nguyên Đắk Lắk đồ vậy đó. Đó nó mới đưa cái ông này ra đó, làm cái đường lót. Nhưng mà có nhiều người người ta dùng cái từ là con cờ, nó cũng đúng con cờ, nhưng mà đối với mình á là lấy ông ra làm cái đường lót. Là tại vì khi mà cái người mà hồi nào tới giờ thế giới biết đến nước Việt Nam á, là người ta biết á, là những cái người mà đảng viên ở miền Bắc á, là cộng sản gốc, phải không? Tụi nó mà có đi qua Bắc Tài, Vatican hay là nó đi qua ngoại giao á, mà gốc gác của nó ngoài miền Bắc á, thì nó không có xã giao, nó không có đi về cái hướng của tư bản. Chỉ có cái tụi miền Nam thôi. Mà các bạn nhìn tới, mình nhìn lui đi, tụi miền Nam đi. Một thằng sức gọng hãy học Nguyễn Bá Thanh mới lên, nói một vài câu, nó cho đi uống trà lạ đó, Nguyễn Bá Thanh đi bắn muối. Rồi cái ông gì ông cái ông gì mà chủ tịch mà trước đây đó cũng ông Đại gì đó, đó ông Đại Quang gì đó, đó mới có 65 tuổi à, cũng bị bệnh hả. Cũng người miền Nam gốc Bắc nhưng mà cũng ở miền Nam sinh sống lâu các bạn phải không, rồi cũng đi luôn đó. Còn cái ông Nguyễn Tấn Dũng á, ổng là gốc của ổng Cà Mau. Các bạn biết tại sao mà nó cho ổng làm cái chức thủ tướng không? Nó cho ông Nguyễn Tấn Dũng cái chức thủ tướng á là trong cái lúc đó là nước Việt Nam nó mới vừa đổi mới, nó trong cái quá trình đi ký giấy tờ đó, nó muốn dùng ổng để làm, cũng làm con đường lót, làm một con cờ. Nó cũng tương tự như là cái ông Võ Văn Thưởng vậy đó. Đó để làm chi? Chọn mấy ông miền Nam đi ngoại giao quốc tế, người ta nhìn vô, các bạn biết không, người ta nói đó là những cái người mà lãnh đạo có cái gốc gác ở miền Nam á, thì hồi nào tới giờ là người ta không có cực đoan về cộng sản đó. Mấy cái người tư bản á, người ta giống như mà người Mỹ người ta hỏi mình đi, mày ở Việt Nam ở đâu, mình nói là mình ở miền Tây,
miền Tây á, thì mình trả lời tiếng Mỹ đó là Mekong Delta. Khi mà mình dùng cái chữ Mekong Delta thì người Mỹ nào người ta cũng biết là mình là dân miền Tây. Đó là lý do tại sao mà thằng Cộng sản á, nó ngại để cái ngày sanh tháng đẻ của người dân ở vùng miền. À, nó định thay đổi, nó chơi kiểu mafia đó. Nó cấp cái hộ chiếu, cái passport cho người ta, nhưng mà nó không có để cái người đó là sanh ở đâu. Đó là lý do tại sao mà nó cố tình nó che cái đó. Nhưng mà nó tưởng thế giới ngu, phải không? Thế giới đâu có ngu như nó tưởng đâu. À, người dân của nó đi du lịch qua bên Pháp nhìn vô cái passport, ủa, quốc, mày là người Việt Nam nhưng mà trong cái khai sanh mà nó không có để mày sanh ở đâu, tao không công nhận, không cho mày nhập cảnh, ao, đi về nước. Đó, bắt đầu cái bị đuổi một vài lần vậy đó. Cái nó sợ lên, không phải là nó lo cho người dân mà nó sợ mai mốt quan chức người của nó mà cầm cái sổ thông hành mà đi ngoại giao đi làm việc á, người ta cũng từ chối nhập cảnh. Các bạn biết không, tụi nó làm cái gì nó cũng bảo vệ đảng đó. Không phải là mỗi lần mà mấy cái ông lãnh đạo ở miền Nam mà bị thôi chức hay bị từ chức đồ này nọ đó là mình cứ nghĩ là mấy cái ông này là thăng theo tư bản. Không phải, các bạn nhìn theo dõi kỹ cái hình ảnh mà cái ngôn ngữ cơ thể đi. Mấy thằng dư luận viên nó nói á, ô tháng trước ông Biden cũng qua mà, thì tháng sau ông Tập Cận Bình qua thì công bằng thôi. Nhưng mà nó quên một điều á, ông Biden qua đó có bắn pháo, có bắn đại bác, có bắn pháo đại bác chào đón ông Biden không? Hay là chỉ bắt tay xã giao rồi giống như Obama đi ăn bún chả Hà Nội? Các bạn hiểu không? Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Rồi ông Biden qua đó, các bạn thấy ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, ổng có ra, ổng ôm, ổng vịn vai, ổng có nở nụ cười, ổng chụp hình, ổng có chào đón nồng nhiệt không? Không. Nhưng mà Tập Cận Bình qua là ôm nha. Ôm thân mật lắm, vỗ vai lắm, tình đồng chí không? Găng hở môi lạnh núi liền núi, sông liền sông. Bà con xa làm sao bằng láng giềng gần. Bà con xa làm sao bằng láng giềng gần. Đó, Cộng sản nó nói vậy đó. Ý của nó nói như vậy đó là nó nói nó muốn giải nghĩa ra cho người ta, mấy cái người mà làm việc ở trong đảng viên hiểu á, bà con xa không bằng láng giềng gần á, tức là thằng Mỹ á, nó tốt gì tốt nhưng mà nó là cái thằng ở xa, ok, nó không có bằng cái thằng Trung Quốc đâu. Tại sao tất cả các lãnh đạo ở Việt Nam từ trên xuống dưới ai cũng ra, lần lượt ra đi, từng em Nguyễn Xuân Phúc, Phúc Niễn gì đó, ai cũng ra đi, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, mà chỉ duy nhất là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ổng lại ngồi, ổng bám trụ cho đến khi mà ổng bây giờ ổng lãng trí, ổng không còn minh mẫn, đi phải có người dìu nữa. Tại sao cái ai cũng ra đi hết á mà chỉ có duy nhất ông Nguyễn Phú Trọng là ổng lại ngồi ở chỗ đó? Mà trong khi Cộng sản Việt Nam á, nó trá hình như thế giới, nó nói là mặc dù á, Cộng sản Việt Nam á, người dân không có được tự do bầu, nhưng mà trong đảng của tôi á, 5 năm đưa ra một nhiệm kỳ. Mà nhiệm kỳ cái gì, đụng nó chơi cũng giống như cái ông Putin vậy đó. Đó, Putin nó cũng bầu cử, bây giờ ông Putin thắng tới 5 nhiệm kỳ. Các bạn chỉ mình trên quốc gia nào trên thế giới mà những cái nước tư bản, Nhật Bản, Nam Hàn, thật sự là những cái nước tự do tư bản, có ai mà thắng 5 nhiệm kỳ không? Trừ cái thằng Putin ra. Thì cái thằng Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Các bạn đừng có nghĩ là mình coi thường, mình không có nể nang ổng. Nếu mà về ngôn ngữ cơ thể, nếu mà ổng là một con người chất khoác, đàng hoàng, trung thực á, là ổng tự giác chứ ổng không có chơi cái trò điếm mà hết nhiệm kỳ của mình rồi, 5 năm rồi làm tổng bí thư rồi, cái quay qua cái ôm cái chức chủ tịch. À, ôm cái chức chủ tịch xong cái 5 năm cái bây giờ nhảy qua cái chức tổng bí thư. Đi lòng vòng là cũng muốn tìm cái chỗ duy nhất là cái ghế tổng bí thư, là cái ghế lớn nhất của nước Việt Nam. Mà tại sao mấy cái thằng kia thằng nào cũng ra đi á, mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
ổng lại ôm cái ghế của ổng tính ngày ổng nhắm mắt, là bởi vì sau lưng của ổng á có thằng Tập Cận Bình nó bảo kê. Ok, thằng Tập Cận Bình nó đứng ở ngoài sau ổng, nó chỉ thị, nó ra lệnh cho ổng. Đó là lý do tại sao mà mình gọi cái đám đó là cái đám chấp bu, cái đám mafia, cái đám tay sai. Tay sai á là nó làm việc cho cái bọn Tàu Cộng, nó làm việc cho cái bọn Tàu Cộng. Chứ đừng có nói dư luận viên, đừng có nói ngồi đó mà nói hả, anh kênh Hoa Kỳ, anh ngồi đó anh nói ba xàm ba láp ba nhảm, mẹ ông Biden tháng trước cũng qua, tháng sau ông Tập Cận Bình cũng qua, nó Mỹ nó cũng đưa tàu chiến, mà nó chỉ có đưa tối đa là nó ở vòng vòng á hả, Đà Nẵng Cam Ranh thôi. Mà thằng tàu chiến của thằng China nó qua đó, là nó qua cảng Hải Phòng, nó qua, nói chung là Việt Nam chỗ nào nó cũng qua được á. Tại vì nó qua tới hoàng đảo Trường Sa, là Trường Sa là nó lấy, nó chiếm rồi, là của nó rồi. Còn chỗ nào mà nó qua không được, thấy không? Cái dằn phan của nó đó. Có khi nào mà giống như Phi Lộc Tăng mà mày đem tàu chiến tới mà mày đuổi nó ra dám không? Toàn là mày phản đối, cũng đưa mấy cái con hoa hậu kia phản đối. Nếu mà các bạn mà thông minh, các bạn mà sáng trí đi, các bạn thấy đi, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng á, cho đến thời điểm này ổng không có làm được cái gì cho đất nước Việt Nam á. Ổng trừ ra ổng ngồi đó là ổng dùng cái miệng của ổng đốt lò thôi. Ổng không có, ngoài ra ổng không có cái hành động gì hết á. Cái thân của ổng đi còn không nổi mà. Ổng đi còn người ta mòn kè nó, giống như người ta nói mày là cái thớ gì mà mày nói chuyện, mày là mày tưởng mày là ai. Đó cũng giống vậy đó, giống như mình nói Nguyễn Phú Trọng, mẹ cái tướng của ông đi vài ba bước mà ông đi còn không vững, có người kè ông nữa, ông đòi ở đó làm việc gì, các bạn hiểu không? Cho nên á, cái lúc mà đầu tiên á mà Quốc hội mà hồi lâu á bầu ông Võ Văn Thưởng lên á, mình đa nghi. Mình nói mẹ con mắt của ông này hí, mà ông xấu như vậy, đồ này nọ mà sao không hiểu sao. Từ xưa giờ cộng sản gì nó tốt lành gì mà nó bầu mấy cái người miền Nam lên chức vụ cao. Mình cứ nghi, mình thấy nó vô lý quá phải không? Đó, đến bây giờ mình mới hiểu. Bản chất của cộng sản là nó cũng trở lại như vậy à. Ý của mình muốn chia sẻ với các bạn á, nó bầu từ lúc mà nó chỉ thị ông Võ Văn Thưởng từ ở Vĩnh Long á lên nắm cái chức vụ chủ tịch nước á, không phải là nó thật lòng mà nó muốn ông lên làm chủ tịch nước, nó muốn dùng cái người nào ở miền Nam á để cho thế giới nhìn vô cái hình ảnh. Khi mà thế giới mà người ta ngoại giao vô đó, người ta nhìn cái gốc gác của cái người đó, các bạn biết không? Đó, người ta nhìn cái người ở miền Nam là nó thoáng, nó cởi mở hơn, khi đi ngoại giao á là người ta thiện cảm hơn. Đó là lý do tại sao mà thằng cộng sản nó chơi điếm á, nó giấu cái nơi sinh của cái passport trong cái sổ thông hành của người Việt Nam á. Trước đây nó định chơi cái trò điếm á, đó, nó phát hành passport mà nó không có để. Các bạn biết tại sao nó không có để không? Tại vì mấy người nước ngoài á, người ta biết cái vùng miền Việt Nam á. Ủa, cái đám du lịch mà ở ngoài Hà Tĩnh mà nó đi du lịch qua Nam Hàn mà sao nó không có trở về? Nó tính theo phần trăm. Còn mấy người ở Sài Gòn á, con của người ta đi du lịch, đi du học bao nhiêu người ta trở về hết. Mà cái thằng ở ngoài Hà Tĩnh, Nghệ An á, nó đi du học nó không bao giờ trở về. Nó dựa theo cái vùng miền, các bạn biết không? Nó không chơi. Nó biết cái thằng nào mà ngoại giao mà xuất xứ từ đó là nó nói cái đám của tụi mày là mất uy tín lắm. Cho nên nó bên Úc đại lợi, người ta nói nhận du học sinh á là sẽ không nhận từ quê quán, từ ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh, ở mấy cái vùng mà nó đi qua bên Úc nó du học rồi nó ở lại luôn, không nhận nó qua. Rồi mai mốt các bạn coi đi cái hệ thống Việt Nam đi, nó là Nghệ An phải không, nó muốn đi qua Úc nó làm sao, nó giả bò, nó bò xuống miền Tây Sài Gòn, nó chạy giấy tờ, nó lấy địa chỉ ở dưới đó, nó xin qua bên visa đi qua bên Úc du học, nó nói nó không phải là người Nghệ An. Nếu mà nói nó người Nghệ An, người Hà Tĩnh là Úc nó đâu có cho vô. Các bạn biết không? Cộng sản nó điếm đàng lắm. Từ đầu rồi.
nó nhận nó chỉ thị, nó bầu cho cái ông Võ Văn Thưởng lên đó hả, là để làm cái đường lót cho nó thôi. Đường lót tức là sao, giống như á, ok các bạn biết á, mấy cái người mà đánh chặn á, mấy cái người mà warlord, mà mấy cái người mà chỉ huy á, các bạn biết không, người ta có tầm nhìn trên chiến trường á, các bạn biết không đó, người ta biết á hả, đưa cái đại đội nào phải không, đi tới đó làm con cờ thí à, gà nhử con mồi đó, nó đưa mấy cái người đó đó đi ra chiến trường đó, xong xuôi hết rồi đó, mấy cái người đó đó quýnh bắt đầu thắng chặn hao, đẩy cái bọn phát xít ra đánh lùi phải không, cái chở máy bay tới, tướng tới cầm cái túi xì gà vậy nè, mẹ người ta quýnh chết mẹ chết mất, hy sinh quá chừng luôn. À, cha tổng tư lệnh tới, bay chục thằng ra cầm cái điếu xì gà tham quan chiến trường. À, các bạn thấy không, ở bên Nga Sô đó, lâu lâu cái cho người ta mẹ xây cầu đổ ngoài bán đảo Crimea đồ, phải không, ta làm cực khổ mồ hôi nước mắt, người ta xây xong bắt đầu nó đưa cái dàn truyền hình tiên truyền tới quay ông tổng thống Nga Sô, là cái ông Putin ngồi lái xe truck trên cái cầu đồ Khánh Thành đồ. Mà cộng sản nó cũng vậy đó, người ta xây cái cầu treo ở Việt Nam hay là làm một cái đường lộ gì, mồ hôi nước mắt người ta làm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày, sụp cái cầu hả, mất biết bao nhiêu mạng. À, nó không có ghi công mấy người đó, nó chờ ngày Khánh Thành xong cái nó đưa cái thằng á hả tới cắt cái băng Khánh Thành đó, bắt đầu báo chí chụp hình lên làm dân nhồi sọ tẩy não, người dân dân trí đần dân trí thấp nhìn vô tưởng đâu cái ông này hả thủ tướng Nguyễn Minh Chánh hả tốt quá đó, người ta đâu có hiểu là cái đường cao tốc đó hay cái cầu treo đó là do bao nhiêu công nhân người ta bỏ sức bỏ công ra, mồ hôi nước mắt ra người ta làm. À, giống như cái đội banh phụ nữ vậy đó, trước khi nó tiễn người ta đi lên đường, mấy người ta là đội banh, mình đến mình chúc người ta cho may mắn rồi mình thưởng người ta rồi mình động viên người ta đâu. À, nó đưa mấy cái thằng quan chức lên hả đứng ở trước chụp cái hình đồ lên để nó cướp đi cái công của người ta. Thì cái ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Tấn Dũng là nó cũng tương tự như vậy. Tại vì cái lúc mà năm thập niên 90 á, mà nó mà bầu lên cho mấy cái ông miền Bắc á, mấy cái ông miền Bắc đi ra mà ngoại giao mà làm thủ tướng á, cái thời mà mình nói cái thời ông Nguyễn Tấn Dũng á, cho nên lâu lâu á, nó phải căng, cộng sản nó phải căng bằng ra, nó đưa ông Nguyễn Tấn Sang đầu lên đó, những cái người miền Việt Nam, mấy cái người mà năm cộng á, nó đi ra ngoài nó ban giao nó ngoại giao thì người quốc tế người ta nhìn vô cái tiểu sử các bạn biết không đó, người ta chứ không phải là quốc tế mà người ta ngoại giao, mà người ta ngoại giao người ta không tìm hiểu đâu, người ta trước khi người ta gặp đối phương là người ta biết gốc gác của đối phương đó. À, các bạn biết không, người ta biết cái thằng này hả nó thăng tàu cộng hay là nó nghiêng về phe bên mình đầu này nọ đó, nó dùng ông Võ Văn Thưởng lên để lót đường cho nó đó, dùng xong công việc hết rồi. À, nó cho đi về giường. Chứ mà các bạn mà chịu khó các bạn tìm hiểu, các bạn mà xem hết tất cả mà cái clip của ổng, tin tức về ông Võ Văn Thưởng, ổng làm được việc, ổng đi qua bên Vatican, ổng bắt tay với Đức Giáo Hoàng, ổng làm được việc, ổng đi ngoại giao, ổng làm được việc, ổng bắt tay với ông Joe Biden, ổng làm được việc. À, chẳng qua có một cái tội đó là nó lợi dụng ổng lên thôi, cũng giống như mình kể vậy đó. Mẹ binh sĩ người ta quýnh xong xuôi nó tàn cuộc chiến rồi đó, thằng tổng tư lệnh đi chục thăng ra cầm cái điếu xì gà ra, bắt đầu báo chí nói hả toàn là tổng tư lệnh này hay lắm nghe. Các bạn nhớ mà cái tụi Hồng Quân của Nga không, mẹ binh sĩ quýnh chết bà tổ luôn, cuối cùng rồi cái thằng mẹ chỉ huy nó đứng ngoài sau lưng nó được làm cái tượng, nó là nó được cái thờ. Cho nên tại sao mà người dân Mỹ người ta không có cho cái hình của ông Washington ở trong cái đồng tiền lớn. Ông Washington cũng có công với đất Mỹ cũng lớn lắm, ông tổng thống, cựu tổng thống Washington á, tổng thống đầu tiên á, mà ông không có cho ông trong cái hình cái tờ tiền lớn. Nhiều ông tổng thống lắm, nổi tiếng lắm, có công lắm mà tại sao nằm ở trong cái tiền nhỏ? Các bạn biết không?
cộng sản nó cũng vậy á, nó cho ổng lót đường, à lót xong rồi nó nhảy vô. Cũng giống như các bạn nhớ không, hồi xưa nó dụ cái bọn Việt Minh không, à nó nói với hạ tụi mình cùng nhau hạ đánh bọn Pháp đâu này nọ. Việt Minh người ta có cái lá cờ riêng, người ta có một cái chánh phủ riêng, mà nghe lời thằng Hồ Chí Minh đi đánh Pháp, đánh xong xuôi hết rồi hả, nó lập công xong hả, nó đẩy Việt Minh ra. Rồi từ hồi xưa tới giờ thế hệ, bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên không ai hề nghe tới lịch sử của Việt Minh. Mà thắng Pháp á, giành lợi độc lập á, là cũng trong đó cũng có công của Việt Minh rất là nhiều. Mà bây giờ về lịch sử của Việt Nam đi, không bao giờ mà người dân bây giờ mà về Việt Nam mà nhắc tới Việt Minh á, lên mơ là cộng sản à, nó chụp mũ nó nói là mày phản động đó. Mà trong khi Việt Minh là hồi đó là giúp cho hợp tác với cộng Việt Cộng là đánh Pháp mà. Các bạn biết không? Xong sau khi thắng xong rồi á, nó dẹp cái lá cờ của Việt Minh. À, nó đẩy Việt Minh ra, nó xóa sổ. À, nó nói là bộ đội Bắc Việt. À, cũng giống như các bạn nghe cái từ không? Ngân hàng nhà nước. Chứ không bao giờ mà có ngân hàng của người dân hết á. Đi hết nước Việt Nam đi. Đứa con nít nó còn biết nữa. Mafia cái bọn mà chấp bu hả Ba Đình hả, nó họp khẩn cấp, nó đưa ông Võ Văn Thưởng về giường, nó đã sắp xếp hết rồi. Cái bản chất cộng sản á, là nó sẽ trở lên cộng sản thôi. Cho nên cái thời mà nó đổi mới, nó đưa Nguyễn Tấn Dũng lên á, là nó làm cộng sản á, là nó là điếm đàng lắm, nó dùng nó mưu mẹo lắm. Bởi vì mình từng nói sống ở dưới cái chế độ cộng sản Việt Nam, mấy cái người dân á cứ nghĩ là mình khôn, chẳng qua mình khôn về mấy cái chuyện mưu mẹo nhỏ hơn thua, từng trái khoai, từng mánh phé, từng cái này cái kia thôi. Chứ còn mà về chuyện lớn coi, đi ra chiến trường coi, bà giả bộ bắt tay với Biden đồ, Obama đồ này nọ, ông tổng thống Donald Trump, mẹ, nhưng mà sau lưng á hả, ngày ngày cái cuộc chiến á hả, Việt Nam á, hồi xưa đó Mỹ đi qua bên đây nè, đổ hạ chất độc màu da cam rồi vậy đó, người dân của chúng tôi bây giờ sau chiến tranh rồi khổ lắm, viện trợ để mà chúng tôi hạ tiếp tục lo cho mấy cái người mà bị ảnh hưởng về chất độc da cam. Mà cái những cái tin tức đó nó đâu có dám đăng lên báo, nó thông tin cho người ta đâu, toàn là nó nói ơ Mỹ nâng cấp đồ tầm chiến lược, đồ nâng cao quan hệ, đồ ngoại giao, đồ. À, mà lúc nào tổng thống qua nó cũng tìm cách đó, nó cũng xin viện trợ đó, mà nó giấu, nó họp ở bên trong á, nó nói chuyện riêng, cái gọi là nói gặp bên lề á, các bạn biết không? Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Còn mà về cái chuyện mà cộng sản á, nó xử bà Trương Mỹ Lan á là cái tội cao á, nó không có cho bà cái con đường sống, tại vì nếu mà bà có cái con đường sống á, là bất lợi cho tụi nó sợ á, ngoài cái chuyện mà bà đút lót cho mấy cái người ở trong ngân hàng SCB á, để mà bà dây tiền, bà có nhiều tiền bà làm ăn á. Các bạn biết ở bên Việt Nam làm ăn á, là các bạn phải có đường dây, các bạn phải biết ông này bà nọ, chạy trọt. Thì ngoài cái vụ mà SCB Bank á, là trước đây á, bà này á, bà cũng hối lộ nhiều quan chức cũ ngày xưa lắm đó. Bây giờ cái tụi đám đó nó sợ, nó sợ nếu mà xử bà mà đúng theo cái tội á, dạng như là đúng tội đi 40 năm 30 năm đi, thì có thể bà còn sống á, là bà quay qua bà sẽ kể chuyện về ngày xưa, mấy cái ông này mấy cái ông nọ vậy đó, ăn hối lộ đó, mấy cái thằng quan chức đó nó sợ, nó sợ nó không có đáp máy bay an toàn đó, nó muốn cho cái bản án của bà bịt miệng luôn, vừa cướp của mà vừa cho bà không có cơ hội luôn. Các bạn cứ nhớ không, cách nay mấy tháng á, cái bà Việt Kiều của bên Mỹ về Việt Nam mà xây chung cư về đó rồi á, làm ăn lỗ lã đó. Đó.
nó cũng xử bả chung thân luôn. Ủa, người ta làm kinh doanh cái chuyện lời lỗ là cái chuyện bình thường thôi mà. Cao lắm là ở Việt Nam thiếu nợ thì ở tù, nhưng mà đâu có đến nỗi mà ở tù mà tội lường gạt gì mà ở tù tới chung thân. Các bạn biết không? Mà tại sao từ hồi xưa tới giờ đại gia mấy cái người mà làm ăn lớn ở Việt Nam á, đó bây giờ nó ngoài bà Trương Mỹ Lan ra, bây giờ lôi tới Tăng Hoàng Minh gì nữa rồi đó, nhóm này nhóm kia ra nó xử, nó đánh tư bản, nó muốn cướp của người ta thời 4.0. bây giờ nó thiếu ngân sách rồi, nó làm ăn xuất nhập khẩu bao nhiêu tiền hả, là nó chỉ có đủ trả nợ cho Trung Quốc thôi. Trung Quốc nó vô nó xây phi trường Long Thành, nó xây đường cao tốc đó, nó xây cho cái đường sắt Hà Đông Cát Linh đồ, bây giờ nợ nần chồng chất, nó kẹt tiền lên à, nó kẹt tiền lên, nó nhìn con heo nào, phải không, ta nuôi một bầy heo coi con nào mập đem ra à, xử con đó, bán con đó để lấy tiền để trả nợ, nó nuôi cho mập lên đó, nhìn coi con heo nào, Tăng Hoàng Minh hả, mai mốt hả kẹt nữa hả, bắt đầu nó chơi tới Mường Thanh đồ này nọ. Đừng có nói mà, tại vì mấy cái người Việt Kiều đi về Việt Nam á, làm ăn dài 3 triệu, bắt có bao nhiêu, phải không, dài 3 triệu, có xe hơi, nhà lầu đồ, mấy cái đó không có hồng vía vậy đó. Về mà làm ăn Việt Nam mà mập lên như bà Trương Mỹ Lan coi, tái tiến lên coi, coi Việt Kiều hả, Mỹ hả, về Việt Nam hả, đầu tư khách sạn, bất động sản đồ coi, báo chí mà nó viết lên coi. À, con heo mập lên coi, coi nó có làm thịt nó cúng ông bà không là biết liền cái gì. Ở đó mà tưởng, các bạn không có hiểu lầm, các bạn tưởng đâu là mình nó hả chống tụi nó nói này nói kia đồ. Các bạn là người Việt á, mà các bạn không hiểu về cộng sản á, là các bạn không phải là người Việt. Tại sao mình nói câu này? Mình chở mấy cái người khách lớn tuổi của mình, mình nói chuyện mấy người đó, mấy người Mỹ người ta ăn học cao lắm, đầu óc của người ta cởi mở lắm, dân trí người ta cao lắm. Mình biết những cái điều mình kể nói với họ là họ đồng ý liền. Mình chở cái bà khách kia ở bệnh viện về gần đây nè, Brookline nè. Cái mình nói với bà mình là người Việt, cái bà nói ô tôi có đi thăm Việt Nam một vài lần. Cái bắt đầu mình nói với bà gì chứ, mà thường thường Mỹ nó hỏi mình ở Việt Nam ở đâu nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà mình biết được là Cộng sản Việt Nam. Nó mánh cái sổ thông hành, nó không có muốn thế giới biết cái người dân ở vùng nào. Giống như bây giờ đi, thằng Úc ấy, Úc Đại Lợi đi, nó nói tại sao học sinh du học ở Sài Gòn nó đi học xong nó về hết, mà cái tụi Hà Tĩnh với cái tụi Hải Phòng với cái tụi Quảng Ninh đồ, Quảng Nam rồi nó đi qua bên Úc Đại Lợi nó học mà nó không về. À, mai mốt mà nó nhập cảnh vô mà nhìn cái passport đó, sổ thông hành đó hả, nơi sanh hả, Trần Văn A, Trần Văn B, nơi sanh hả, Nghệ An hả, nó từ chối nhập cảnh. À, đó là lý do tại sao mà nó không có để cái ngày tháng năm sanh. Người Mỹ á nghe, nó nói Mỹ á họ dân trí họ cao lắm, họ không có nói thẳng vô vấn đề đâu. À, họ nói khéo lắm, họ muốn biết mình ở Việt Nam, ở miền Nam hay miền Bắc, họ nói mày ở Việt Nam ở đâu. À, lúc nào mình cũng có cái câu hỏi đó, người Mỹ hỏi, mình nói là mình ở Mekong Delta. Đó, nói nôm na là miền Tây, tôi là người Việt Nam ở miền Tây, gốc miền Tây, Mekong Delta. À, gốc tôi là ở miền Tây. Đó, mình nói ok, mày đi về Việt Nam á, mày thăm ở Việt Nam á, phải không? Rất là vui. À, cảnh rất là đẹp, nắng ấm đồ, warm climate là nắng ấm đồ, ha không? Nhưng mà tao nói với mày sống ở đó không có được đâu. Họ hỏi mình tại sao, mình kể á, cái hệ thống Việt Nam á, người dân không có được bầu cử, người dân không có được phản đối, người dân không có được criticize, là người dân không có được bức xúc mà nói lại chính phủ, phàn nàn lại chính phủ, criticize, người dân không có được quyền đó. À, mày muốn giống như bây giờ tao ở Mỹ là tao muốn nói cái gì tao nói. À, mà mày thấy không, nhiều người Mỹ không, người ta chửi tổng thống đồ này nọ, muốn nói sao nói, tự do nói. Còn ở Việt Nam hả, mấy cái thằng Việt Kiều nó đi về bên đó, nó sắp ghe sắp lớp và nó đi về quán cà phê, nó nhìn trước nhìn sau nè, nó đâu có muốn nói cái gì là nó nói đâu.
À, mấy thằng hầu kiều á, mấy thằng hầu kiều ở, mấy thằng hầu kiều á nó đi về Việt Nam nó về hưu á, mấy cái thằng đó ở bên Mỹ á là tối ngày nó ra quán à, nó chửi chính trị tổng thống này tổng thống kia, à, ông này ông kia ông nọ, mà nó đi về Việt Nam mà thử thời mà nó là Việt kiều coi, mình là Việt kiều coi, mà mình đi về mà mình nói về chính trị Việt Nam coi, là nó sợ hả, là nó không thèm giao lưu, nó không thèm nói chuyện với mình luôn. Kể cả mấy cái thằng hầu kiều bên Mỹ ở trong hãng nè, mấy năm trước, mấy chục năm trước mà mình đi làm hãng á, có thằng kia trẻ trẻ lắm, nói thôi anh ơi anh đừng có nói về chính trị anh ơi, mình đâu có muốn nói về chính trị đâu, nhưng mà cái đất nước của mình nó độc tài độc đảng, người dân của mình á hả không có môi trường sống tốt, các bạn biết không, nó cộng sản nó làm cho người dân của mình nó hạ gia công làm sức khổ lao động, nó nôm na là giống như người, nó biến người dân của mình làm thành nô lệ, như vậy mà nó cho nó là lãnh đạo tài tình, các bạn biết không, nó chẳng qua hả nó muốn khử bà Trương Mỹ Lan á, không phải là tội nặng, nó không phải là nó găn đe gì ai hết á, nó cái thứ nhất á, một cục cộng sản á, nó làm cái gì cũng vậy á, nó có cái hệ thống, nó có cái hình thức, nó chọi một cục đá đó là phải dính mấy con chim, à, muốn make sure đó, bảo đảm đó, là bả không còn miệng để mà bả khai ra những cái chuyện hồi sửa hồi xưa. Ở Việt Nam đó, làm ăn đó, các bạn muốn làm giàu tỷ phú đó, là các bạn phải có cái chân. Mình nói đơn giản gì cho các bạn biết nè, ok bây giờ mình đi về Việt Nam đi, phải không, mình muốn xin một cái giấy phép, mình phải đi đâu, à mình đi xuống dưới đó, sở đó sở đó, mà cái thằng ở đó là nó có cái hình thức, nó ở đó nó trực cái sở đó thôi, nó muốn cấp cho mình một cái giấy phép kinh doanh đầu tư Việt kiều nước ngoài, nó đâu có, nó đâu có đủ thẩm quyền để mà nó ký vô cái giấy đó, à nó phải giới thiệu mình, em anh Quốc em biết có người ký, à, em hẹn cái người đó đi ăn nhậu với anh đồ gì đó. Mình nè, mình từng đi về Việt Nam, bà xã của mình đi theo nè. Thời mình hai mươi mấy tuổi đó, mình đi định đi vô học cái ngành nhắn học sòn á, mình có quen mấy người ở đây nè, làm cái ngành đó nó cũng đi về Việt Nam. Mướn thầy dạy mình nhắn làm thợ bạc á. Nó đi về, đâu phải là ở Việt Nam ai cũng muốn dạy đâu. Cái ông đó đó, ổng hẹn mình đi ra, mình nhờ một cái người ở trong xóm đó, người đó chở mình đi. Mình cũng chạy chi phí cho người đó chở mình đi, hẹn gặp cái ông đó, ông thầy á, dạy nhận học sòn á, ở dưới miền Tây á, chở bà xã của mình đi theo mà. Ở đi ra quán ngồi nói chuyện để cho ông tìm hiểu mình. Ông không có muốn là make sure là mình ở trong nước, ông dạy mình đồ này nọ, mình ra mình cạnh tranh với ông. Ở ra ngồi ăn nhậu đồ, ông ra giá cả đồ, hợp đồng đồ. Thì cái tội cộng sản cũng vậy. Đó, mấy cái thằng mà quan, mấy thằng mà tỷ phú, mấy thằng mà ở Việt Nam giống như là mẹ của Cường Đô La đồ vậy đó, làm ăn lớn hay là Trấn Thành đồ muốn ra gặp phim cũng vậy đó. Trấn Thành á, ra phim Mai, phim gì phải không, Cúc Qua Bữa Vàng vậy đó. Ờ, ngày đó tháng đó đó tôi muốn cái phim đó tôi vô, thấy không, à, anh lăn xê cái phim của tôi vô, tiền cà phê, tiền bồi dưỡng. Nó đẩy mấy cái phim kia ra, bắt đầu nó cho Trấn Thành vô, ưu tiên cho chỗ Trấn Thành vô. Ô, phim của Hollywood nè, phim Dune phần 2 nè, đầu tư ra 200 triệu mà hả phòng vé hả không có bằng hả phim của Trấn Thành đầu tư vô có 1 triệu đô la. Mày nghĩ làm sao vậy? Phim Hollywood người ta đầu tư vô 200 triệu mà thua cho một cái bộ phim của Việt Nam của mày đầu tư một kinh phí 1 triệu đô la. Các bạn biết không? Nhưng mà nó có đường dây hết đó. Ở Việt Nam mà không có một cái thằng nào mà người dân bình thường mà đi làm giàu mà không có chi mà. Mà đừng nói gì, đi bác sĩ cũng phải bỏ phong bì, cho con mình học chỗ ngon cũng phải hả có phong bì. Mà ở đó mà nói mẹ tin vô cộng sản Việt Nam, mấy cái thằng hầu kiều đó, đi về Việt Nam nghe lời nó đó. À, báo chí người ta đăng đó, hả cách vài bữa người ta nói hả không khí ở Việt Nam nó ô nhiễm, không có cần gì hết đó. Các bạn mà sáng trí sáng dạ đó, các bạn đọc báo chí Việt Nam mà chỉ nhìn vô, thí dụ như nó nói nè, à, công viên Bảo Quang nè, ở cại bà nó nói gì, nó nhìn vô cái hình mà nó chụp á,
công viên đó, các bạn thấy ở trên cái bầu trời không? Nó mờ mờ không? Nó đâu có trong. Nó đâu có trong giống như ở bên Mỹ nào đâu. À, công viên ở Hà Nội hả, chụp hình vô một cái hả, tòa cao ốc đồ cao, nhưng mà nó mờ mờ mờ, giống như là dạng như là nó tự tự như là sương mù á. Nhìn vô cái tấm hình đó, nó không phải là sương mù, nhưng mà tại vì cái không khí ô nhiễm bụi bặm á. À, các bạn nhìn vô, người sáng dạ sáng trí người ta nhìn vô cái hình là người ta biết là không khí nó ô nhiễm, mà không cần anh phải đọc báo. À, mày đi về đó đi. À, Hồ Kiều á, đi về bên đó đi, về già sống ngon lắm, ở Việt Nam mà có ruộng có đất có vườn đâu hả. Nói càng ngu. Ở bên Mỹ tối ngày ở nhà không á, đâu có đi ra đường giống như mình mỗi ngày đâu mà biết ở bên Mỹ nó sướng hay nó không sướng. Ai mà người Mỹ gốc Việt nào mà ở trong viện dưỡng lão đi, người ta nói cho các bạn nghe, ở bên viện dưỡng lão á, ở người Mỹ á, làm công dân Mỹ về già bên viện dưỡng lão á, mà đang ở trong viện dưỡng lão tuổi già á, chợ tim một cái hả, ambulance nó tới, người nam người nữ hả, ở trước sau đẩy cái xe của mình niệm ngồi im lắm. Ở còn ở Việt Nam sướng, ambulance tới nó làm sao à, nó bỏ lên cái ghế bố vậy nè. Ờ, thằng trước thằng sau nó xách gì nè. Các bạn biết không, còn ở bên Mỹ hả, người ta đẩy vô cái xe hả, mà người ta cái xe người ta có cái chai nước biển hả, vô ngay nước biển trong cái lúc đẩy mình lên xe ambulance luôn. Còn mà lãng trí hả, quên biết mà không biết mình hả tiểu tiện sao hả, là có nhân viên hả lau chùi sạch sẽ cho mình luôn. À, vậy mà nói ở Việt Nam sướng, mẹ con cái hả lau chùi, mẹ bệnh lên ông chồng hay bà vợ phải hả tắm rửa bợ lên bợ xuống lo, thấy bầu tổ luôn mà nói là khổ. Mẹ báo đời con cháu thì có, bởi mình nói với bà xã mình hoài, mình nói hả anh không có muốn sống lâu, sợ già lên rồi mất trí đồ bệnh hoạn làm khổ cho em cho con. 65 anh sống tới 65 tuổi là tội nguyện rồi, đến 65 tuổi là anh đi theo ông bà. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Mình nói với bà xã của mình hoài, mình nói với con mà, mình nói nếu mà cha mà có đi sớm á, mấy đứa con đừng có buồn, đừng có ủ rũ, đừng có gì hết á. Cha sống già làm cho con cái nó khổ, phải không? Bây giờ không lẽ con của mình nó đang bận công ăn việc làm vợ con đó, mà ba của mình nằm ở trong bệnh viện đó, không phải bỏ nó, bỏ thời gian ra nó tới nó thăm, có phiền người ta không? Các bạn biết không? Chỉ cái văn hóa mẹ ích kỷ, chỉ có biết cá nhân cho mình, nó về già sướng lắm. Mà con cháu mẹ nó thay tả cho mình, sao mình không nghĩ tới nó cực đi, mình sướng nhưng mà nó khổ. À, còn con nó không lo thì ông chồng còn sống á, phải không? Đang nằm ở trên giường á, tiểu tiện mất trí nhớ á. Ngoài ông chồng lo ra ai lo, ông chồng phải lo. À, mình sướng lắm mà mình làm khổ ông chồng. Còn bên Mỹ không có đâu, người ta có chính phủ, người ta có nhân viên hả ambulance tới miễn phí nếu mà mình là hộ nghèo. Hộ nghèo ambulance nó tới hả, nó đẩy cái giường ra vậy nè, mình thấy hoài nè, đang được ngồi đợi trong xe đợi khách nè, ambulance nó tới cái chỗ dưỡng dưỡng lão, một người nam hả đi trước, người nữ hả đi sau, đẩy cái xe lên nhà để thả mấy cái người bệnh nhân, mấy cái người già lên trên đó. Ở bên Mỹ hả sướng như tiên luôn, chẳng qua bị cộng sản nó tẩy não rồi đằng quá rồi đi về Việt Nam mới nói là ở Việt Nam có ruộng có đất đồ sướng lắm. Có đất đó đó mà ngã bệnh xuống á, mấy cái miếng đất đó bán có đủ tiền trị ung thư không? Đủ không? Đừng ở đó mà nói.